Từ thiện hay ăn cướp là tựa đề bài viết của tác giả Bùi Thanh Hiếu, hay còn được biết đến với tên gọi Người Buông Gió. Anh Chi kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Quỹ Hòa Bình, tiền thân là Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai của bà Trương Ngọc Thủy, tên thường gọi là Tâm, chị thứ năm của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Sáu Đạt. Chủ tịch danh dự là bà Mai Thị Hạnh, thường xuyên vận động mời gọi các doanh nghiệp tham gia tài trợ đóng góp cho quỹ các khoản tiền lớn. Nhà tài trợ chính có thể kể ra đây như Võ Quốc Thắng của Đồng Tâm, Huỳnh Văn Thòn của Bảo vệ Thực vật An Giang, Bùi Mạnh Hưng, Cityland, Hùng Thảo, Việt Jet, HD Bank, David Dương, Rác Đa Phước, Trương Mỹ Lan của Vạn Thịnh Phát, Cao Thị Ngọc Dung của PNJ, Trứng Gà Ba Huân, Trần Thế Ngọc, Nguyễn Thị Hoa Lệ, Du lịch Hòa Bình, Nguyễn Thị Như Loan, Quốc Cường Gia Lai. Ngoài ra còn rất nhiều đại gia chưa kể ra như đại gia Novaland của Bùi Thành Nhân. Chỉ có năm đầu tiên là có công bố số tiền tài trợ nhưng không thông báo chi tiêu như thế nào. Đến những năm gần đây, năm 2021 thì hoàn toàn không có hạch toán báo cáo số tiền thu được. Chỉ rỉ tai nhau là đại gia này bỏ 5 tỷ, đại gia kia cho 10 tỷ, ít thì cũng vài tỷ, còn các khoản chi tiêu thì hoàn toàn không ai được biết đến tiền quỹ đã được chi như thế nào. Liệu có sự không minh bạch trong thu chi tài chính của Quỹ Hòa Bình hay không? Đơn cử như chi phí tổ chức chương trình Xuân là Hy vọng năm 2021, chi phí cho mỗi vị khách mời từ Hà Nội gồm vé máy bay, khách sạn 5 sao và chi phí quà tặng không hề công khai, không ai được biết. Đáp lại yêu cầu của các mạnh thường quân về việc công khai các khoản tài trợ đóng góp cũng như các khoản chi tiêu là một sự im lặng khó hiểu đến từ ban tổ chức Quỹ Hòa Bình. Từ lâu, phe nhóm Tư Sang Sáu Đạt đã lợi dụng việc từ thiện để trấn lột các doanh nghiệp. Nếu như kêu gọi đóng tiền không được, thì lập tức Tư Sang, tức là Trương Tấn Sang đó, cho đệ tử đưa tin về các doanh nghiệp lên báo. Sau đó Trương Hòa Bình sẽ báo cáo chính phủ, ban chỉ đạo 110, ban bí thư, đề nghị đưa doanh nghiệp đó vào lò của ông Trọng. Ôi, một sự phối hợp nhuần nhuyễn trong ngoài với nhau. Novaland có nhiều sai phạm. Điển hình, vụ hiếp dâm của thiếu gia Novaland là Bùi Cao Nhật Quân, cùng với việc làm ăn liên quan đến Tổng cục 5 Bộ Công an. Cánh của Tư Sang Trương Hòa Bình đã tung những tin tức hình ảnh lên mạng xã hội. Để thoát thân, Bùi Thành Nhân đã chi hàng núi tiền cho cánh nhà họ Trương này để mong được yên thân. Cần chấm dứt ngay cái kiểu vợ con các ủy viên Bộ Chính trị trông coi về mặt tư pháp đi làm từ thiện cái kiểu này. Sự tham nhũng này nó rất là tinh vi và thủ đoạn. Hình thức lợi dụng tôn giáo hay từ thiện để mua bán quan chức, chạy chọt dự án hay chạy án nó rất là phổ biến trong nhiệm kỳ 12. Nhưng không được đánh giá nghiêm túc vì người ta e sợ tính nhạy cảm của nó. Tại sao các tổ chức từ thiện khác bị giám sát chặt chẽ, trong khi tổ chức từ thiện do vợ của ông Trương Hòa Bình, Trương Tấn Sang đứng ra làm, thu hàng trăm tỷ thì lại không ai dám thắc mắc? Nếu cứ cái thông lệ này thì đây sẽ là hình thành vùng cấm tiêu cực mà không ban ngành nào của chế độ này dám đụng đến. Vì chính những kẻ đi chống tiêu cực tham nhũng có kinh nghiệm đẻ ra cái hình thái này để kiếm trác cho mình.